Có nhiều bạn inbox mình hỏi kiểu như này, là anh tập cái chiếc A, chiếc B ở trong bao lâu, và anh nghĩ là em một ngày dành bao nhiêu tiếng để mà tập quay viết thì được, hoặc là sao em tập cái chiếc A, chiếc B gì đó mà 1 2 tháng hay là 1 2 tuần gì đó mà chưa làm được, thì mình sẽ nói luôn trong video này đó là các bạn tập bao nhiêu tiếng một ngày nó không quan trọng đâu. Bạn tập 1 tiếng cũng được, tập 5 phút, 10 phút gì cũng được. Vậy đâu phải nào mà các bạn dành cả ngày cho quay viết được, quá the fuck man, kiểu như bạn còn phải có thời gian đi làm chuyện nhà tiếp bố mẹ nè, các bạn còn phải đi học hành nữa, các bạn còn phải đi thể thao, thể dục, vui chơi này nọ, bạn há ngồi ở nhà quay cái viết hoài luôn, viết bạn cặp đất ăn hay sao. Đó là về cái phương pháp tập của mình á, cái phương pháp tập mà theo mình thấy là nó cũng khá là hiệu quả, đó là các bạn xem tốt như thế này. Ví dụ đây mình có cái tốt của cây trình 93, nó hướng dẫn Sonic, thì cái tốt này dài 4 phút 55, nhưng mà các bạn nhiều bạn thấy ngộ lắm, kiểu như xem tốt tiếng Anh không hiểu thì bỏ luôn đó. Theo như mình thấy thì cái tốt này 4 phút 55 này nó không có cần thiết đâu. Cái mà cách mà mình tập á thì mình chỉ để ý cái khoảng là 20 27 28 giây đầu tới cái phần này. Cái phần này là cái phần nó show trick ra cho mình xem đó. Nó sẽ có cái đoạn quay chậm lại như này. Hoặc là cái tốt, những cái tốt của mình thì mình không có làm cái đoạn quay chậm, thì các bạn có thể chọn ở cái cài đặt ở đây, cái hình bánh răng ở đây, và bạn chọn tốc độ. Tốc độ là 0.25 hoặc là 0.5, cái nào các bạn thấy vừa đủ xem mà nó không có chậm quá thì bạn chọn. Đó, như này nó sẽ chậm lại. Cái clip nó sẽ chậm lại cho bạn xem. Đó, kiểu nó chậm như thế này. Rồi các bạn để ý cái cách đặt tay của ổng. Cách đặt tay lúc mở đầu, lúc mà mới bắt đầu vô mới cầm cái bút thì nó sẽ như thế này. Và copy theo, các bạn để ý cái khoảng cái chiều dài của cái bút ở phần này so với cái phần này nó sẽ như thế nào, và cái cách để tay này nó sẽ như thế nào. Như thế này, chứ các bạn để như thế này là sai, các bạn phải chỉnh lại như này mới đúng. Còn cái bút nó sẽ hướng ở đây đó, nó sẽ hướng ở đây, các bạn cầm như thế này là sai đó, kiểu như bạn suy nghĩ trong đầu, các bạn tư duy trong đầu đó, như thế này đó. Nhiều bạn kiểu Sonic, các bạn còn phải nghĩ tới cái đường đi của bút nữa chứ, các bạn Sonic kiểu như bạn làm như thế này đó, Sonic mẹ gì như thế này, các bạn tập cái đời cũng không có đúng cái Sonic đó. Cái bút cảm ứng của mình đâu mất tiêu rồi, à đây đó. Thì tiếp theo các bạn sẽ xem tới cái đường đi của nó, ví dụ như là cây chân 93 đó, nên bạn sẽ ngưng lại, ngưng ngưng lại ở lúc mà cái bút nó vừa chuyển lên thì bạn sẽ ngưng lại, ngưng lại như thế này đó. Mình sẽ ngưng lại, à các bạn sẽ phân tích đây, cái ngón này nó sẽ cụp vô như thế này đó, còn hai ngón này nó sẽ giữ bút, tức là cái bút nó sẽ chuyển chuyển động ở giữa như thế này, chuyển động ở giữa như thế này đó, mình đã làm giống được nó. Và tiếp theo là bạn chuyển lên đây thôi đó, đó là cái cách mà mình phân tích xem cái chiếc Sonic trông như thế nào. Chứ bạn tập, các bạn cứ cắm đầu bạn tập mà các bạn không biết cái hình dạng của chiếc ra sao thì bạn tập cái gì trong đó mình cũng không biết nữa. À sau đây mình sẽ nhường lại cho Akai nói về mình phải đi pha cà phê uống. À, sau đây mình sẽ nhường lại cho Akai nói về mình mới đi pha cà phê uống. Ok, xin chào mọi người, mình là Akai. Thì hôm nay mình cùng với Neko làm một cái video nhỏ để nói về chuyện tập trick và lấy động lực đâu để mà tập. Thì đầu tiên cái việc mình muốn nói là làm một cái góc ngồi tập thoải mái, và khi ngồi đây bạn cảm thấy cuộc sống mọi thứ đều đơn giản, cảm thấy yêu đời. Đó. Thì cái việc ở lúc như vậy cũng chơi vui mà. Nhưng mà quay thì quay nghiêm túc chứ không phải quay chơi. Đó. Thì tiếp theo đó là tìm một cái gì đó để mình có động lực tập. Thì đối với mình thì coi clip của những spinner giỏi bên Nhật là động lực lớn nhất. Vì người ta quay là quay như văn hóa chứ không phải là quay chơi nữa. Thì đối với mình thì Slowfish thì có những cái combo rất hay. Đó, thì có hẳn một cái video folder cho Slowfish, thì bật combo lên coi coi gọi là như trong cuộc đời nó. Đoạn này đặc sắc rồi, cái trick này trick mình thích, mình làm ví dụ đó. Thì coi đi coi đi coi lại, coi đi bao nhiêu lại bao nhiêu chẳng được, chủ yếu là nắm coi là cái đường đi nó đâu. Thì coi khúc này thì nó làm cái gì đó, khúc này mình coi kỹ, đẩy lên đó, đẩy 2 lần. Thì thực ra không có cần phải làm y chang nó đâu. Đó, cái tập cái trick đó quan trọng nhất là mình phải biết là nó đã làm cái gì, thì sau đó mình sẽ tập lên X gì đó thì chuyện của mình.
thì nắm được trick rồi thì mình chỉ việc tập thôi, thì ồ qua coi đường bút nó đẩy lên đó, thì qua đẩy lên, qua đẩy lên, đẩy lên đó, thì để tập trick mà muốn thoải mái hơn thì bạn có thể mở nhạc hay mở phim hay là bất cứ cái gì lên coi. Thì mở nhạc những bài hát mình thích thì như là cho não mình hoạt động nhanh hơn. Đó, thì có những bài hát bật lên có cảm hứng upbeat, tim đập thình thịch, não hoạt động nhanh như thang máy thì đã. Đó. Một những bài nhạc là tập thêm quải. Đó, theo lấy trích mình thích ra tập. Rớt ngàn lần cũng chẳng sao. Rồi cái cuối cùng mình muốn nói là môn này là môn tự chơi cho nên là tự động tập thôi, chứ không phải như đá banh đá bóng. Tuy là đá banh đá bóng nhưng mà cũng có nhiều lúc người ta cũng tập luyện cá nhân để tăng cường thể 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 lực đó, thì môn này cũng vậy, cái gì cũng phải tự chơi hết chứ còn không có ai mà dạy cho mình từng ly từng tí. Rồi thế thôi, cảm ơn mọi người.